MC Quỳnh Chi, lấy chồng ở tuổi 38 là cảm giác khó tả. Trước ngày cưới, MC Quỳnh Chi cho biết lấy chồng ở tuổi 38 là cảm giác khó tả vì không còn nhìn hôn nhân bằng con mắt màu hồng như các cô gái trẻ. Lần đầu hé lộ về bạn đời, MC Quỳnh Chi chia sẻ với ngôi sao, anh ấy là một người đàn ông tinh tế và ấm áp, luôn lắng nghe, cố gắng thấu hiểu để hàn gắn những tổn thương của tôi. Đó cũng là điều khiến cô đồng ý làm vợ anh ở tuổi 38. Hai người đã yêu nhau vài năm, xác định cùng xây dựng tương lai từ lâu nhưng nữ MC luôn kín đáo về chuyện tình cảm vì nửa kia không hoạt động nghệ thuật. Ngại xuất hiện trước truyền thông và không muốn bị chú ý quá nhiều. Đám cưới của Quỳnh Chi sẽ diễn ra tối ngày 28 tháng 10 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội với quy mô gói gọn trong khuôn khổ gia đình và bạn bè thân thiết. Quỳnh Chi cho biết, lấy chồng ở tuổi 38 thật sự là một cảm giác khó tả. Nó không phải là cảm giác của một cô gái trẻ ngây thơ vui tươi phấn khích bước vào cuộc hôn nhân màu hồng. Hạnh phúc đấy nhưng cứ giữ cho mình bình thường thôi. Hôn nhân là một cuộc hành trình của tình yêu, trách nhiệm, sự thử thách, chịu đựng và kiên nhẫn. Đó là một hành trình không hề dễ dàng nhưng luôn có người đồng hành để cùng vượt qua và xây dựng cuộc sống tốt hơn. Tiết lộ thêm về trang phục ngày cưới, Quỳnh Chi cho biết cô yêu thích phong cách thời trang cổ điển nên luôn mong muốn có một chiếc váy cưới được lấy cảm hứng từ phục trang của những năm 1880 với thiết kế cúp ngực và phần đuôi đồ sộ. Cô đặc biệt thích những hình dáng bất đối xứng tạo ấn tượng mạnh với người nhìn. Nữ MC nhờ nhà thiết kế Linh Bùi hiện thực hóa chiếc váy cưới trong mơ. Quá trình làm váy công phu, mất nhiều thời gian cho công đoạn tạo hình 3D xếp nếp để làm sao vừa tinh tế vừa lãng mạn. Bộ váy trải qua nhiều lần chỉnh sửa, gần đây mới hoàn thiện phiên bản hoàn hảo. Người đẹp sinh năm 1986 được bạn trai cầu hôn hồi tháng 6. Khi chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên anh, cô nói tình yêu là thỉnh thoảng đi hẹn hò, cà phê hoặc cùng nhau đi bộ, đi du lịch. Ngoài thời gian đó, cô ở nhà nấu ăn, làm việc và trang trí nhà cửa. Những việc bình dị mỗi ngày khiến cô thấy hạnh phúc. Quỳnh Chi từng cho biết cô trải nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm nhưng vẫn nhìn tình yêu bằng con mắt tinh khôi, đơn thuần. Với cô, tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng, phải có gì happy ending. Vì thế, cô luôn tự nhủ sẽ yêu đi yêu lại đến khi nào có gì happy ending ấy mới thôi. MC Đặng Quỳnh Chi sinh năm 1986, tốt nghiệp ngành luật của Học viện Ngoại giao. Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình như Bản tin thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, Harry Mix. Sau nhiều năm gắn bó với công việc MC, Quỳnh Chi chuyển sang làm nhà thiết kế thời trang, trong đó có đồ cưới. Những năm gần đây, người đẹp tập trung hơn cho công việc kinh doanh và khá kín tiếng chuyện đời tư. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.